Chào anh em nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau và tôi sẽ nói nhiều về vấn đề của một người chuẩn bị hoặc là mới bước vào một cái ngành nghề gọi là buôn bán đồng phục này. Thì cái ngành nghề này á, thì do là nó cũng có một chút cái lợi nhuận, coi như mình nói thiệt, thực sự là nó khá đấy. Cho nên là sinh viên rồi là tất cả nhiều những cái thể loại khác như là bán xốp này nọ, xốp lớn xốp nhỏ, in bao bì, in thiệp cưới hay in tất cả mọi thứ gì cũng nhận làm đồng phục cả. Như vậy là tại một cái thành phố mà Đà Nẵng bé nhỏ này, ít ra cũng có khoảng đến 500, ít ra cũng phải có 500 cái anh chàng hoặc là những cô gái nhận làm đồng phục đấy. Theo tôi là ít nhất là chừng đó. Thử hỏi một cái shop nào hay một cái đơn vị nào đó xem, đó là bạn có làm đồng phục hay không, thì gần như chúng ta đều cứ cứ có nhận cả. Tuy nhiên nó quy về khoảng vài chục mỗi thôi, các bạn hiểu không ạ? Đấy, vài chục mỗi, hoặc là các bạn ấy gửi Sài Gòn luôn luôn đi tìm những chỗ nào đẹp để mà làm. Nhưng mà rõ ràng là cái việc ấy, đó là mình đang nói về cái tình hình như thế thôi. Đấy, shop thể thao, shop đồ áo quần, bán thời trang cũng cứ nhận làm đồng phục rồi đủ thứ hết. Shop bán xỉ rồi bán xỉ luôn cả đồng phục. Đấy, tuy nhiên nếu mà gọi về cái mức độ chất lượng trong sản phẩm thì theo mình nó chỉ đạt được khoảng 20% thôi, còn lại ba đồ tào lao. Và nếu như một cơ sở không chuyên về đồng phục, mình dám chắc sản phẩm nó không bao giờ đẹp được đấy, cho dù là giá cao hay giá thấp hay là tất cả mọi giá thì cũng đều đều không đẹp đấy. Bởi vì mình làm là mình biết được rất 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 là nhiều đấy. Họ muốn giá thành nó rẻ, nó ok, nhưng mà gì, nhưng mà lại là không có, không 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 có làm được, làm xong sản phẩm rất là xấu. Và cái đặc điểm tệ hại nhất của những cái anh chàng này á, đó là chỉ biết, vì mảng là mảng phụ cho nên chả biết gì. Bây giờ chúng tôi là đơn vị sản xuất, nhưng mà chúng tôi rất là đau đầu. Bởi vì sao? Bởi vì những các bạn ấy không biết thiết kế, chúng tôi phải thiết kế xong thông qua trung gian. Như vậy chúng tôi rất rất là ảnh hưởng. Đổi mẫu mã, đổi này đổi kia, số lượng được có bao nhiêu đó mà cứ bắt thiết kế này thiết kế kia, hỏi tới hỏi lui, nhắn tin đủ thứ. Riêng cái thời gian nhắn tin trả lời không thì chúng tôi đã tổn thất rất là nhiều tiền rồi. Bởi vì tổn thất thời gian là tổn thất tiền của chúng tôi, là tôi phải trả công mà. Tôi còn phải rất nhiều chi phí khác mới có thể đến đấy, đến một cái phần lợi nhuận của chúng tôi. Đấy, thì ít nhiều ngày hôm nay tôi chỉ nói về vấn đề đó. Nếu như các bạn ai cũng xác định và đang tìm hiểu về mảng đồng phục thì phải biết thiết kế cho mình. Các bạn có muốn tìm một đơn vị đối tác hay làm một cái gì đó, các bạn cũng phải làm cho nó chuẩn. Đấy, làm cho nó chuẩn. Còn nếu như các bạn mà làm cho nó không chuẩn thì nó không cứ tào lao, cứ nghĩ là mọi việc cứ phụ thuộc vào đơn vị sản xuất, phụ thuộc vào những anh nào cung cấp hàng là chết. Và chúng tôi cũng để sẽ bỏ dần những anh chàng như thế. Rất là mệt mỏi. Ít nhiều thì các bạn giả sử cái này đi, các bạn cũng ít nhiều là phải biết về phần mềm, mà chỉ cần bỏ ra 1 hoặc 2 ngày để học là có thể sử dụng về cơ bản là ok. Đấy, ví dụ như các bạn muốn chọn màu thì đơn giản thôi, hãy bấm như thế đi. Ví dụ muốn muốn lựa chọn đường viền thì cũng phải biết cách để chỉnh sửa cho nó có chứ. Hả? Không thể nào chúng tôi thâm tam sao thất bại rồi các bạn cứ nhắn tin đủ thứ rồi cứ làm sai đổi tới đổi lui thời gian đâu,
và chúng tôi nản lắm. Đấy, size áo chúng ta, ví dụ các ông muốn may áo này, ví dụ 5S 10M đi, 43L chẳng hạn, ví dụ như vậy đi, thì các ông phải biết đơn giản thôi. Khi chúng tôi thấy hình này, chúng tôi sẽ action ngay cho các bạn. Đó là cái mẫu áo, đó là cái mẫu áo như thế này. Đấy. Cái action như các bạn, cái ngay cái mẫu áo là màu xanh viền đen, đúng không ạ? Size áo nó như thế. Còn nếu muốn gửi hình in thì có thể gửi luôn. Ví dụ miêu tả cho mình cái logo. Đây là logo như thế. Vị trí in nó là như thế này. Đó. Hình in nó là chữ gì và chữ gì kết hợp gì. Nếu không biết vẽ chi tiết đẹp cũng phải biết cách ghép lại với nhau, đúng không ạ? Phải ghép những hình lại với nhau. Ví dụ đi. Tôi không nói phức tạp, tôi chỉ nói ví dụ cái này, cái áo này. Bây giờ tôi mua họ, người ta muốn in cái logo Adidas mà biến tướng này, đúng không ạ? Thì các bạn phải biết cách ghép nó vào chứ, đúng không? Còn nếu không mà chúng tôi đâu biết cái gì đâu, cứ nói là logo Adidas thôi. Đây, tìm cái logo Adidas quốc vào rồi cuối cùng là chả thấy gì, lại phải đổi. Đấy, cho dù các bạn không cần phải học in hay học gì cả, nhưng hãy học bán trước. Bán thì phải biết học thiết kế trước. Đấy, đó là lý do mà vì sao những cái bạn mà tới học in mình về quan trọng và cần cái cần biết thiết kế trước. Đấy, mình không thích kiểu thiết kế đến còn mò rất mất thời gian mà lại không học không hiệu quả. Tôi không thích nói nhiều. Đấy. Đặc biệt đấy, điều đặc biệt của tôi đấy. Đặc biệt là nói qua rồi mà vẫn phải hỏi lại, vẫn phải nói lại là tôi rất không thích. Đấy, đã xác định tới học các bạn phải tìm hiểu trước ở nhà thật kỹ nhiều thứ. Các bạn tới chỉ là quan sát và giao lưu thôi. Nếu các bạn tới để mời tôi đi cà phê và giao lưu hoặc là giao lưu hoặc là quan sát mọi thứ thì ok. Còn nếu mà đến làm từ A đến Z thì nó rất là khó. Đấy. Bởi vì trong vòng khoảng một thời gian ngắn chỉ có học mỗi cái công cụ Corel không đã mất rất nhiều thời gian thôi. Chứ đừng nói là ngồi để chúng ta học thật kỹ, làm thật đẹp không có đâu. Đấy. Cái gì cũng cần thời gian, chúng ta chẳng có thể làm gì vô vập được cả. Ít nhiều nó là như thế. Tôi muốn đánh thành là cái chữ gì đó. Đấy. Ví dụ như thế thì cứ ít nhất cũng phải biết chỉnh sửa sao cho nó đẹp, rồi là đổ màu sao cho nó ok. Đấy. Hoặc là người ta muốn ghép bóng mờ mà cái bóng ở dưới là màu đỏ, màu vàng chẳng hạn thì mình đấy. Thì biết làm như thế. Khi chúng tôi cứ nói thông qua điện thoại thì biết khi bao giờ các bạn mới có mẫu để các bạn bán hàng. Đấy. Và biết bao giờ chúng ta mới có thể phát triển và hợp tác với nhau một cách đơn giản. Ừ. Cho nên là mình mới tư vấn các bạn là phải tìm hiểu trước Corel. Mà Corel là nó không khó. Nó chỉ có toàn bộ những cái công cụ trên này. Đấy. Các bạn cần thì comment xuống dưới mình gửi link nhưng mà học Corel. Đấy. Đơn giản. Đấy. Những công cụ cơ bản nhất để học. Đấy. Làm quen một buổi, học một buổi, nên sử dụng công cụ, thực hành thêm buổi nữa là ngon. Có thế thôi. Mà cứ kéo dài 2 tháng cũng chưa có biết thiết kế. À, có nhiều đơn vị hợp tác với chúng tôi, thậm chí bây giờ nó là 2 năm rồi, bây giờ một cái thiết kế nhỏ nhoi ghép với cái hình lên một cái áo. Hình đã có sẵn, áo đã có sẵn mà chả biết làm. Thì đó là một cái điều rất đáng buồn, chúng tôi cũng rất buồn. Nhắn mọi thứ, nhắn tào lao tào lao.
Bây giờ tôi bỏ rất là nhiều khách hàng, tôi chán luôn. Bởi vì là gửi tin nhắn là ví dụ như là các bạn biết không? Cứ enter 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 thành ra riêng một cái ảo không, mà enter đến 50 lần như thế thì chúng tôi gom đâu cho đủ thông tin. À, sửa chữ S thành chữ Y, rồi là chữ này dài bằng dòng này dài bằng dòng kia, chỗ này cao bằng chỗ kia, màu của cái kia đổi từ màu xanh thành màu vàng, ghép cái logo từ bên trái qua bên phải, logo từ tay cho xuống dưới, ví dụ như vậy đi. Cứ nhắn tin như là một cái gì gì, nhưng tôi đâu có rảnh mà ngồi đọc để gom lại như kiểu từng mảnh ghép nhỏ vỡ đấy. Như vậy đơn vị sản xuất, tôi nói thẳng ra đơn vị sản xuất thì không bao giờ thích cái trò đó. Họ thích ví dụ gửi cái hình này, ok, à chúng tôi biết đây là áo xám đấy, in hình như thế này, ok, gửi file Corel chúng tôi tách màu in luôn, chả cần phải bận tâm. Còn bây giờ ngồi chúng tôi phải vẽ lại từng tí, rồi còn chỉnh sửa từng tí, và còn bị sợ sai nữa thì thôi thua, trách nhiệm chúng tôi cao quá đấy. Như vậy sau này thì các bạn nếu là xác định một là cộng tác viên để bán, người bán hàng đại lý kiểu như thế của ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hay ở miền Trung thì đều phải xác định là làm như thế. Đấy. Còn anh sản xuất cũng vậy, đưa ra của cái từ đầu như thế, thà mình ăn con trung gian lời cái dăm 3.000 cũng được, nhưng mà nó đơn giản. Mỗi ngày tôi đều tăng lên cái đối tác. Ừ, đối tác chúng tôi rất là nhiều. Tháng này cũng có một đối tác đến để mà hợp tác, để mà bên chỗ vấn đề về may mặc đấy, chúng tôi lại có thêm sự lựa chọn đấy. Cứ mỗi hàng hóa thì bây giờ ấy, thì chúng tôi xác định làm cái việc quan trọng nhất đấy, còn những việc không mà không quan trọng thì chúng tôi lại phải bỏ đi đấy. Gần Chào đây các thì bạn, các bạn đến với kênh công của nghệ tôi cũng in áo nhé. Ngày hôm nay mình cũng thỉnh thoảng chúng tôi post video lên thông qua cái video này, các bạn có thể để lại vài thông tin đấy, nếu như cần các bạn mới hoặc là những anh chị em đấy, nào thì bạn các thế bạn cứ thế đấy, đi. chúng ta À, để lại thông mình tin sẽ post thường và xuyên, nhưng mà sẽ có giúp lẽ các cái bạn mà mình sẽ làm cho các bạn cuối có thể cùng là vẫn là giúp những cái bản thiết kế, còn bởi các vì bạn tôi biết được rằng cái đồng phục này thì rồi sẽ cạnh tranh sau mạnh, thì mà nếu như mình tất ghi nhiên những được anh nào cái thật hình mạnh này mới có thể tồn tại được thì mình sẽ cho đấy. copy luôn Và tôi tin ở chắc rằng xưởng cá sản nhân xuất mình nó nhớ mạnh thì như mình nấm ghi luôn. ở những cái file nó là Tuy có nhiên tạm tạm thôi, mỗi năm mở còn ra rất là nhiều như thế, cơ sở như thế, cả hàng ngàn, những hàng ngàn đấy, cái cơ sở hoặc là những cái đơn vị nhỏ nhỏ làm từ Bắc vào Nam hàng ngàn hàng ngàn. Tuy nhiên thì một đơn vị mở ra thì những đơn vị khác nó sẽ bị chết đi đấy, đa số là phần phần đa nó là như thế đấy. Tuy nhiên thì chúng ta phải lựa chọn những cái quan trọng nhất để làm. Ừ. Tôi cũng đang lựa chọn như thế. Tôi có càng nếu như tôi biết được càng nhiều đơn vị sản xuất thì tôi sẽ là càng thích. Đó là lý do tôi vẫn đào tạo các bạn ở các vùng miền. Và tôi không bỏ các bạn đó. Chứ ví dụ tôi đào tạo là vì một lý do khác thì không đó. Ý nó nói như thế là bởi vì tôi muốn giúp cho các bạn bá chủ vùng đó, rồi tôi cũng sẽ giúp đỡ, rồi các bạn cũng sẽ giúp đỡ tôi những vấn đề đơn hàng, chúng ta hợp tác với nhau đấy. Còn những cái đơn vị mở tào lao thì nó chết thì kệ nó, đúng rồi, nó mở tào lao không học hành, không không biết gì, cứ mở ra cứ nghĩ là có lời có ăn thì đấy, kỳ quá trời là vì thế đấy. Còn các bạn mà sau này hợp tác với mình thì nó ok lắm, mọi thứ mình chuẩn bị sẵn đó thôi, mình kiếm lời một cái áo 5.000 thôi, còn lại cho các bạn cả đấy. Đấy thì rất đơn giản, mình muốn đơn giản cái quá trình làm việc kinh doanh đấy, chưa biết là có làm được hay không, tuy nhiên là cái nỗ lực cuối cùng của tôi vẫn thế đấy. Còn trong cái video mà vào cái kho vector này thì các bạn cứ để xuống cái Gmail dưới đi. Khi nào mình tách thành công xong mình chuyển cho.
Trời ơi, mình mà đưa lên hết cái kho Google chắc phải chết hết cái chắc đầy luôn cái Gmail mình quá. Mấy chục ghi luôn các bạn ạ. Có những cái bản riêng mà thiết kế mình ấy, thiết kế cái banner không mẹ, mấy ghi rồi. Cho nên là mà bởi vậy cái file mình nặng lắm. Thì các bạn cũng phải tải về và ghép vào thôi. Hy vọng là mình sẽ có thời gian để lưu thành những cái file bản nhẹ hơn. Ví dụ như các bạn có thể làm nhẹ hơn bằng cách này nè. Giả sử nha, để tôi làm mẫu cho các bạn. Ví dụ như cái hình này để tôi thử xem nào. Xem nó là nặng mấy ghi nhé, nặng mấy mê nhé, hay là mấy trăm kilobyte đây, 452 kilobyte. Tuy nhiên đây là một file tính ra là nó nhẹ đấy, còn nếu các bạn tự vẽ ra từng chi tiết nhỏ li ti trong này này là có khi nó rất là nặng đấy, đấy. Rất là nặng cho nên là các bạn cần cần phải sử dụng, mình rất thích cái việc mà mình vẽ xong rồi mình sử dụng công cụ vẽ tự động đấy. Còn không thì mình sẽ lưu ở dạng này này cũng được này. Rất rõ sau đó vẽ tự động. Đấy. Ví dụ mình lưu lên bảng này 2000 đi. Ui, không được, quá to. Ví dụ 800. Ví dụ 500 đi. Cái này thì nó nặng nhưng mà đây là cách để mà chúng ta tôi đang chuyển cho nó nhẹ hơn. Để tôi bấm lưu xem. Cũng một mê cũng bình thường. Đấy. Chúng ta vẽ. Tôi làm cách này liên tục ngày nào cũng là. Ngày nào cũng tách file và chạy file vector hay là ra gì nhỉ? Khi máy cắt này hay là thế nào đó thì tôi đều làm cách này. Đấy, tuy nhiên khi lưu tôi phải tinh ý, không phải là làm chất lượng nó kém thì nó sẽ không vẽ ra đâu. Đấy. Bởi vì cái hình này nó là vector chuẩn rồi thì mình không có nó không có nào nhẹ hơn được. Nhưng mà có những file một cái hình này mà mình vẽ là mình nói thiệt là 50 mê 100 mê có đó. Ghép nhiều thứ cái hình này chồng hình kia đồ đấy. Chồng vài lần là lên là nó nặng máy và lưu được ít. Thì hôm nay mình chỉ nói sơ qua về một vấn đề mà mình rất là không hài lòng, đó là các cái đó là người làm, người bán và người làm đấy. Mà đây là vấn đề cơ bản thì mới nói, vấn đề mà không cơ bản thì nó còn nhiều thì không nói đâu đấy. Nhưng mà ít nhiều thì các bạn trong quá trình làm biết về những điều này nhé, rút kinh nghiệm nhé. Đấy. Anh giỏi nhất về bán thì cũng phải biết điều này, còn anh dốt nhất à về à, anh giỏi nhất về sản xuất thì anh phải biết điều này thôi. Ừ. Thôi bây giờ chào và hẹn gặp lại các bạn, và hẹn gặp lại vào một video khác. Hôm nay mình rảnh.